Dòng người xếp hàng dài hàng cây số chờ vào viếng cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, YouTube bị nhắc nhở vì chen chúc. Tối ngày 6 tháng 3, hàng trăm người hâm mộ đã xếp hàng dài trước nhà riêng cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để viếng ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng lần cuối. Mới đây làng giải trí Việt đã không khỏi xót xa trước thông tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời sau thời gian dài chống chọi với bạo bệnh. Hưởng thọ 65 tuổi. Được biết lễ tang của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được diễn ra tại nhà riêng ở quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng sẽ được an táng tại Nghĩa Trang ở Bình Dương vào trưa ngày 9 tháng 3. Theo ghi nhận của phóng viên South Star tối ngày 6 tháng 3, hàng trăm khán giả mến mộ đã xếp hàng dài cả cây số trước nhà riêng của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh để viếng nam nghệ sĩ lần cuối. Để đảm bảo an ninh trật tự, người thân của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã huy động lực lượng bảo vệ để tránh xảy ra sự cố. Đáng chú ý, bên cạnh giới truyền thông, hàng chục YouTube, streamer cũng có mặt tại lễ tang để chia sẻ những hình ảnh, tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Lực lượng bảo vệ phải liên tục nhắc nhở để tránh ảnh hưởng đến tang lễ lẫn tình hình an ninh trật tự. Nhiều YouTube, streamer chen lấn nhau tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Lực lượng an ninh phải liên tục nhắc nhở để đảm bảo tình hình an ninh trật tự. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là ngôi sao sáng của sân khấu cải lương, được mệnh danh là ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng. Được biết nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã lui về sau sân khấu từ năm 2019. Thời điểm đó nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh thông báo dừng công việc đi diễn vì sức khỏe không cho phép. Những năm tháng cuối đời, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh phải sống trong bệnh tật, không vợ, không con, được sự chăm sóc của cháu ruột là nghệ sĩ Hồng Phượng và con nuôi Bình Tinh, Vũ Luân. Ngoài bệnh đường ruột kéo dài lâu năm, ông còn mắc vấn đề cột sống. Bên cạnh đó, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh từng trải qua một cơn bạo bệnh nhưng may mắn qua khỏi. Lần cuối cùng mà cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đứng trên sân khấu là trong một chương trình của nghệ sĩ Hồng Nga, diễn ra hồi đầu năm 2022.